Hàng trăm đầu bếp trên khắp các thành phố ở Nam Phi đã nấu hơn 70.000 lít súp, có thể phục vụ tới 300.000 người. Đây đều là những người ở các cộng đồng dễ bị tổn thương, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Tôi làm điều này để hỗ trợ cho tất cả những người đang cần, theo tinh thần của Nelson Mandela, là chăm sóc và hỗ trợ cho tất cả mọi người. Mandela là biểu tượng của đất nước Nam Phi, là hình ảnh tượng trưng cho đất nước Nam Phi đa sắc tộc, đầy lòng yêu thương và tha thứ. Ông đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ trong tôi và chúng tôi luôn cố gắng sống như ông đã sống. Ngày Nelson Mandela là một ngày quốc tế hàng năm để vinh danh Nelson Mandela, người đã dành cả cuộc đời đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc và giải phóng đất nước Nam Phi, được tổ chức hàng năm vào ngày 18 tháng 7, sinh nhật của ông.